Xin chào các bạn, thì đây là cái bình rượu mình ngâm rễ với lại thân cây nhào các bạn. Thì sau khi mà các bạn ngâm khoảng chừng 1 tuần lại thì nó sẽ ra cái màu rất là đẹp, màu đỏ nha. Thì càng lâu thì cái màu nó càng sẫm nha các bạn. Đó. Thì các bạn ngâm, các bạn để trong bóng mát khoảng chừng 1 tuần lại thì nó sẽ ra màu rất là đẹp. Để trưng bày cũng đẹp nữa các bạn. Thì sau đây thì mình giới thiệu sơ lược về cái công dụng của rễ rễ nhào ha các bạn. Thì đây là cái phần như các bạn trong video các bạn thấy, thì đây là cái phần rễ nhào mà mình đã đào lên. Đây là cái cây nhào thì khoảng 4 năm tuổi. Thì mình đào lên, mình sẽ dùng cái vòi áp suất các bạn, mình sẽ xịt hết cái phần đất bám trên cái phần rễ nhào ha. Rồi sau đó các bạn sẽ để cho ráo nước và dẹt rán ra ha. Thì nói chung là từ cái quả nhào này, thân cây nhào và cái rễ nhào đều ngâm rượu được. Thì cái rễ nhào á thì nó ngang khi mà các bạn ngâm á thì màu rượu nó sẽ khác với lại quả quả nhào nha các bạn. Quả nhào thì có màu đen sẫm, còn cái rễ nhào thì màu đỏ nha các bạn, màu đỏ sẫm ha. Đó. Thì khi mà các bạn đào lên, bạn rửa sạch thì màu của rễ nó như thế này nè, ngâm tươi cũng được, nhưng mà tuy theo mình á tốt nhất là các bạn phải phơi cho nó héo héo sơ rồi mình mới ngâm nha, thì như vậy nó sẽ đạt hiệu quả hơn, hiệu quả của trong cái quá trình mình chất lượng rượu mình đờ ha. Thì bây giờ mình sẽ nói một số công dụng cơ bản của rễ rễ nhào ha. Thì rễ nhào thì nó trị đau nhức xương khớp rất là tốt, điều điều trị phong khớp xương khớp được các bạn, hạ đường huyết, giúp trị đau đau đầu, đau thần kinh. Thì nói chung là những cái công dụng của cơ bản của cái rễ nhào thì nó ví dụ như là hỗ trợ điều trị, hỗ trợ điều trị tiểu đường nhẹ thôi, rồi cao huyết áp, rồi rối loạn tiền đình, đau đầu rồi các bạn. Thì cái này đặc biệt là cái những người mà người già yếu thì rất là tốt, tại vì nó hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp rồi rồi nhức nhức mỏi, rồi đau 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 nhức mỏi tay chân đó. Thì khi mà mình ngâm khoảng được 2 3 tháng à, khi mà cái nồng độ cồn với trong rượu nó giảm và cái chất thuốc ở trong cái rượu nhào nó đã được hòa tan trong rượu, thì các bạn sẽ múc ra 1 ly mắt trâu á, khoảng 10 ml cho những người mà già yếu, suy nhược cơ thể, đau nhức xương khớp đó uống ha, trước bữa ăn ha, đó như vậy ha. Thì trong quá trình mà mình dạt ra, mình sẽ dạt càng mỏng càng tốt. Thì như thế thì nó sẽ khi mà mình sao xong rồi mình phải phơi khô xong rồi mình sao đó, thì nó khi mình bỏ vô rượu thì nó sẽ mau hòa tan hơn ha. Nó như thế này trong video các bạn, mình dạt rất là mỏng ha. Rồi mình dạt mỏng xong á, mình sẽ bỏ vô cái chảo gang hoặc là chảo nhôm gì đó cũng được, miễn sao mình sao cho nó vàng lên ha. Khi chờ chảo nóng là mình sẽ đảo đều cho cái phần cái nhào của các bạn, cái nhào đó mình sẽ vàng vàng sơ là được rồi. Rồi mình sẽ tiến hành mình ngâm rượu ha. Thì đối với rượu thì cái điều rồi các bạn lưu ý là cái rượu độ càng cao càng tốt. Tại vì độ càng cao thì nó sẽ mau cái nồng độ cồn nó cao thì nó sẽ hòa tan được cái chất ở trong cái cây nhào ra ha. Đó, các bạn sẽ sao vàng lên ha, sao vàng rồi sau đó để nguội rồi mình sẽ tiến hành mình ngâm. Thì sau khi mà mình sao vàng xong thì mình sẽ tiến hành mình ngâm cái cây nhào này nha các bạn. Thì rất là đơn giản, các bạn chuẩn bị cái hình bình thủy tinh thì mình sẽ ngâm thôi, bình thủy tinh và rượu trắng, rượu độ càng cao càng tốt, rượu gạo các bạn. Thôi bây giờ mình sẽ tiến hành mình ngâm cái nhào nhà nhân các bạn. Xin chào các bạn, thì sau khi mà mình cái cây nhào đó các bạn, mình đã cưa ra bớt ha, và mình sẽ phơi nước cho nó khô ha, nó khô bớt. Với lại còn cái này là cái thân của cái cây nhào nè, thì mình phải dạt ra rồi mình sẽ phơi khô và sao nó nha, sao nó vàng như thế này nè, rất là thơm nha. Còn cái này là rượu rượu nhất á các bạn, rượu nhất á là rượu, nói chung là trên 40 độ trở lên nó càng độ càng căng càng tốt, đốt cháy được luôn nha. Đây là bình 10 lít nè,
Thì bây giờ mình sẽ cái bình này mà là sử dụng bình thủy tinh nha các bạn. Thì nó sẽ khi mà để lâu thì rượu nó không bị hôi cái mùi nhựa. Còn cái này nếu mà các bạn sử dụng bình nhựa thì nó rất là hôi. Đó, bình thủy tinh càng tốt, với lại nắp này nè. Sau khi mà các bạn ngâm xong á thì các bạn sẽ dùng ni lông hay gì bịt kín lại nha, để rượu nó có không bị bốc hơi ra ngoài. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái rễ nhào vô nha các bạn. Nếu chung mà rễ bự quá thì các bạn sẽ cắt bớt ra. Tốt nhất là các bạn đi mua cái cây nhào rừng đó các bạn. Ở mấy người mà ở rừng thì người ta kiếm cái nhào rừng. Nhào rừng nó sẽ tốt hơn nhào mình trồng nha. Nói chung thì nó cũng y như nhau thôi, nhưng mà rừng của rừng thì nó tốt hơn. Mình sẽ xếp vô cái rễ vô nha các bạn. Thì khi mà các bạn để mà ngâm mà để mình trang trí, ngoài cái mà mục đích là sử dụng thì còn cần trang trí nữa, thì các bạn sẽ xếp cái rễ này cho đẹp lên nha các bạn. Còn mình thì không có, mình chỉ lấy rượu thôi. Nói chung là ăn thua cái thiếu cẩm mỹ của các bạn ha. Mình sẽ cho cái mấy cái cây này vô, rễ này vô. Đặc biệt cái rễ này nó càng khô thì nó với lại càng khô thì nó sẽ đẹp. Quanh nó sẽ chất lượng rượu nó sẽ tốt hơn nha các bạn. Đây là cái cây 4 5 tuổi, nó mà cái rễ nó nhiều lắm. Còn các bạn sử dụng cái cây bự hơn thì rễ nhào thì nó ấy hơn, nhưng mà với cái cây nhào thì các bạn sẽ sao cho nó vàng nha. Rất là thơm nha các bạn. Sao cho vàng rồi mình mới ngâm. Rễ nhào rừng thì nó tốt hơn nha các bạn. Với lại cây nhào khi người ta tao trồng lớn rồi á, mà chặt bán thì ấy nha, rất ít người bán cái rễ nhào, hồi toàn là cái cây nhào thôi à. Cái bây giờ mà mình sẽ bỏ hết cái này, là mình bỏ rượu vô nha các bạn. Các bạn lên cho chặt vô nha, càng càng chặt càng tốt. Bây giờ mình sẽ cho cái rượu này vô, cái bạc lắc cho cái nhào nó rớt dưới đây nha các bạn, nó đều hết. Để mình vô mình lấy thêm nha các bạn, bấm dừng đi. Bây giờ mình sẽ cho cái thêm vô cho nó đầy nha các bạn. Các bạn có hỏi là không sao cũng không không được cũng cũng được hết à. Nói chung là mình không sao cũng, nhưng mà theo mình thì các bạn nên sao vàng lên nha, bỏ lên cái chảo nóng á, chơi cái sao cho nó vàng mấy cái mặt này nè. Thì cái rượu khi mà mình ngâm ra, cái thứ nhất là nó ra cái rượu tốt nữa, với lại mùi thơm rất là thơm. Đó, thì các bạn thôi, mình sẽ bỏ đầy lên ha, cho nó đầy. Rửa mấy miếng đẹp mình sẽ ngâm trước ha. Lên trên chặt. Khi mà các bạn mua không ở ngoài như thế này, mua nếu mà mua ở ngoài á, các bạn nên hỏi, nên bây giờ cái cây này rất là dễ làm giả, nên các bạn phải chẳng hạn nha, mua cái chỗ uy tín đó, về ngâm nha. Rồi bây giờ mình đã làm xong rồi, bây giờ mình sẽ cho rượu vô nha các bạn. Nhất á, để mình ngâm cái này ha, cho nó ra. Bây giờ mình sẽ cho vô ha.
Rồi ok. Nói chung là cái bình 10 lít nhưng mà cái phần cái cây nhà nó chiếm diện tích rồi. Vẫn còn 2 lít đây ha. Đây là 8 lít rượu nha. Ngâm với 8 lít rượu. Các bạn không cần phải tỷ lệ bao nhiêu cây nhà bao nhiêu rượu nha các bạn. Thì khi mà các bạn ngâm cái cây nhà nhiều mà rượu thì ít thì cái lượng rượu nó chất lượng hơn khi mà mình ngâm ít lại nha. Khi mà cái cây cây nhà ít thì cái rượu nó loãng lắm. Đó. Rồi ok. Thì bây giờ mình sẽ đợi nó sau khoảng khoảng 3 4 tháng sau mình sẽ quay lại cái màu hoặc là 1 năm. Thì cái nhà này các bạn thì trong quá trình mình phơi khô á thì nó sẽ mất nước. Thì khi mà các bạn ngâm như thế này á thì nó sẽ hút cái phần nước vô cái cây nhào á để mà nó ra ra cái chất chất rượu á ha. Thì bây giờ nó chưa hút hết đâu, khoảng 2 3 ngày sau nó hút vô cái lượng rượu này vô cái cây nhào á. Thì bây giờ á mà mình sẽ để im nó nhưng mà để bóng mát thôi, nhưng mà khoảng chừng 1 tháng sau các bạn sẽ sử dụng cái rượu nhất nữa chế thêm vô nha các bạn, tại vì cái phần cây nhào này nó rất là khô. Thì trong quá trình nó ra cái chất mà ở trong đây trong cái nhà ra thì nó sẽ hút cái phần rượu vô đó. Thì các bạn lưu ý ha, các bạn sẽ châm thêm vô. Rồi thì video đến đây đã kết thúc, thì mình hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo của cái này ha, để mà mình quay cái màu rượu cũng như là cái vị cho các bạn coi nha. Nói chung là mình nghe má mình nói là cái này á, cái cây nhào này các bạn, mấy phụ nữ mà sau sinh nè uống thì rất là tốt, nấu nước để uống các bạn. Rồi hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.